Chào tất cả anh em. Nay mình trên tay với anh em Zippo bạc cổ. Hàng cao cấp xuất Nhật nha nè. Chủ đề về mảnh hổ xuống núi ha. Em này khắc sâu. Hàng cao cấp sưu tầm ha. Anh em nào kết thì cứ alo mình nha anh em, số điện thoại tiêu đề clip ha. Có nhà ý có duyên với anh em đó. Sưu tầm em nói về chơi, làm quà biếu quà tặng cứ alo mình nha anh em. Em này rất là độc, rất là đẹp và cũng xứng đáng cho anh em tuyển về sưu tầm ha. Trên tay với anh em trước nha. Đây là em bạc cổ khắc chú mảnh hổ xuống núi nha anh em. Mạnh hổ xuống núi cắt chi tiết các cây trúc cây tre trong rừng trúc rừng tre cũng rất là chi tiết tỉ mỉ ha. Em này khắc sâu bốn mặt luôn nha anh em, đáy bằng ha, hàng chính hãng với bô Mỹ luôn, hàng zin từ A tới Z nha. Hộp nhung em nó rất là đẳng cấp sang trọng, hộp em đó bằng nhung ha anh em. Hàng new 100% luôn, chưa hề đụng chạm tới em nó ha. Zin từ A tới Z, khắc sâu chi tiết tỉ mỉ chú cọp ha. Cọp xuống núi mang lại cho anh em sự an lành, thịnh vượng, may mắn trong cuộc sống ha nè. Chủ đề rất là hay. Hàng này hàng sưu tầm nha anh em, số lượng không có đại trà nha. Anh em có nhu cầu, có duyên với em nó, cần lấy giá cứ alo mình ha. Bao ship toàn quốc cho anh em chơi. Xem mình ảnh chi tiết em nó thì anh em click vô đường link trang Facebook ha, trang Facebook mình, link ở ngay dưới chân clip nha anh em, phần miêu tả video ha. Anh em yêu mến đăng ký kênh với Bo Tuấn Nguyễn ủng hộ mình nha anh em. Kết em nào trên trang mình anh em cứ alo, số điện thoại luôn luôn có trên tiêu đề clip nha anh em. Chủ mạnh hổ xuống núi, chủ đề rất là ý nghĩa, mang lại sự mạnh mẽ, uy lực, thịnh vượng cho anh em trong cuộc sống ha. Hàng full box luôn, làm quà biếu quà tặng cũng rất là hay ha anh em. Giấy tờ em nó đầy đủ ha nè. Hộp nhung sang trọng ha. Rồi, tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ha. Cảm ơn tất cả anh em.